Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng Như Huyền và Lê Thái. Kính thưa quý vị, có rất là nhiều nghề trên thế giới này mà Lê Thái cũng đã từng đưa đến quý vị trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần. Có những cái nghề mà chúng ta gọi là bất ngờ ở rất là nhiều quốc gia. Và có một cái nghề mà thật sự là người ta tưởng là đó là một cái nghề mà hạ cấp nhất, bừng hàng nhất trong cái xã hội hiện tại. Nhưng mà thật sự ẩn sâu trong đó, nó khiến cho chúng ta phải bất ngờ về cái số lượng mà tiền, lương mà người ta kiếm được từ những cái nghề đó chúng ta phải bất ngờ. Đó là nghề ăn xin thưa quý vị. Ở bên Hoa Kỳ chúng ta thì homeless, xin ở mấy góc đường thì chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta không biết được thu nhập của những người đó họ bao nhiêu, hay đủ sống hay không. Nhưng có một cái số hồi đó ở Việt Nam, khi mà Lê Thái nghe những cái thông tin đó, có những cái người ăn xin đó, khi mà lén về nhà họ rồi, họ lột bỏ cái bộ đồ ăn xin ra, ở nhà lầu 4-5 tầng, ở trong nhà vô cùng sang trọng, bộ sofa là gỗ quý không thưa quý vị. Rồi đi đến chừng mà lột cái bộ đồ ăn xin ra, buổi tối là đi ăn nhà hàng, đi disco, hay là chúng ta gọi là disco tè que đó, để mà đi họp đêm, để mà đi chơi, đi vui cùng với bạn bè. Người ta phải bất ngờ về cái sự xảo trá của những người đóng giả ăn xin này, để mà kiếm chác từ những cái lòng thương của xã hội, của những người, người ta có cái lòng bao dung, người ta rộng rãi, người ta cho tiền, thì những người này lại lợi dụng vào những cái tình thương của những người đó. Đó là những cái điều chúng ta đáng trách. Nhưng mà có một cái người này ở Trung Quốc thưa quý vị. Cái anh này tên là Lu Chien Gang. Là hiện nay cái người đàn ông quý vị thấy trên màn ảnh đó, kiếm thu nhập đó là trên 10.000 Mỹ Kim một tháng. Oh my gosh. Trên 10.000 Mỹ Kim một tháng, cái tiền khủng khiếp. Nó hơn tiền của nhiều người lắm thưa quý vị. Hơn nhiều tiền của nhiều người mà hiện nay người ta đang phải làm việc bằng cách người ta phải ráng học tập, người ta ra một cái bằng đại học để mà người ta kiếm tiền. Cái tiền lương người ta chưa bằng như vậy nữa. Thì tại sao? Anh thực chất là một diễn viên chuyên nghiệp và kiếm bộn tiền trong vòng 12 năm qua nhờ đóng giả ăn xin ở một cái thắng cảnh du lịch tại thành phố công viên Thanh Minh Thượng Hà ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc từ năm 2012 cho đến nay. Và Lu Chien Gang đóng vai một cái kẻ ăn xin nghèo khổ ở khu thắng cảnh công viên này. Cái công viên này, quý vị nào mà đi đến Hà Nam, quý vị sẽ biết cái công viên này. Nó tên là Thanh Minh Thượng Hà. Cái công viên này rất là đẹp, có rất là nhiều quan cảnh phố cổ cũng như là những cái hoa. Và cái địa điểm ở đây cũng rất là nhiều cái nơi mà ăn chơi và chụp hình, nó rất là vui. Và với cái khuôn mặt của ông lúc nào cũng hóa trang là lấm lem bùn đất, đôi mắt buồn bã đầy vẻ tội nghiệp. Và cái bộ quần áo quý vị thấy ở trên màn ảnh đó, chắp vá. Anh này khiến cho du khách tới đây đều động lòng thương cảm và cho anh một ít đồng lẻ. Và theo cái tạp chí mà ODT Central á, thì người đàn ông này thực chất là một diễn viên chuyên nghiệp thưa quý vị. Nhờ đóng giả ăn xin thì anh Lưu này kiếm tới là 70.000 nhân dân tệ, tương đương là 9.730 Mỹ Kim một tháng, là trung bình có khi là lên đến hơn 10.000 Mỹ Kim mỗi tháng. Chưa kể là được cho người ta cho rất là nhiều đồ ăn, thức uống. Và cái mức thu nhập trung bình một tháng ở Trung Quốc hiện nay của một người á, có thể là khoảng 29.000 nhân dân tệ, tương đương là 4.000 Mỹ Kim. Và theo tạp chí mà Times Doctor, thì cái điều này đồng nghĩa là ông Lu Chien Gang này đang là một trong những người có thu nhập cao nhất ở quốc gia châu Á này. Và một số người ta gọi anh Lu là người ăn xin giàu nhất ở Trung Quốc. Và hiện nay, nhiều người cũng không có nghĩ đúng về anh Lưu này. Người ta nói là anh là cái người lạm dụng về cái nghề diễn của mình để mà đóng vai ăn xin để kiếm lời. Nhiều người phản bác lắm. Nhưng anh nói rằng là anh chọn con đường sự nghiệp khác thường này vì anh yêu thích cái nghề biểu diễn. Và cái nghề ăn xin đã cho anh cái cơ hội mà anh làm điều mà anh không cần phải vào trong những cái công ty phim ảnh anh thử vai hoặc là thử giọng. Nhưng mà ban đầu thì anh làm cái công việc này gia đình anh không ủng hộ. Và sau khi mà thấy anh kiếm được quá nhiều tiền rồi thì bắt đầu là gia đình, họ hàng, người ta thay đổi quan điểm cho anh bắt đầu cái công việc này, biểu diễn và giả đò ăn xin ở một cái công viên. Và nhờ diễn xuất chuyên nghiệp như vậy thì anh chiếm được cảm tình của nhiều người và anh trở nên nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay ở Trung Quốc và ở Hồng Kông. Và với phần mà diễn được tập luyện rất là kỹ, đầu tư trang phục cũng kỹ lưỡng, cùng lời cầu xin rất là vui, cũng đầy tình cảm, thương yêu. Anh này đã khiến rất là nhiều du khách từ nước ngoài cho đến trong nước, ở trong thành phố, người ta tự nguyện cho tiền. Mức hàng tháng thu nhập của anh đã trở thành một cái chủ đề mà người ta bình luận sôi nổi ở trên mạng xã hội Trung Quốc.
ở rất là nhiều trong thời gian qua. Weibo này nọ, người ta cũng bình luận rất là nhiều về anh, trong đó mọi người đều tỏ ra rất là ghen tị một cách rất là dễ thương với anh, có nghĩa là anh ta hạnh phúc hơn tôi, may mắn hơn tôi, nhiều khi tôi muốn nghỉ việc để mà tôi đi ăn xin này nọ, thì anh nói như vậy. Và anh nói rằng là anh cũng khuyến khích mọi người, nếu như mọi người muốn thử công việc này có thể đến công viên Thanh Minh Thượng Hà để mà thử vận may của mình bằng cái công việc này, và có thể cạnh tranh với anh để xem coi coi quý vị có làm được như anh hay không. Thì đây là một cái nghiệp diễn cũng như là nghiệp diễn giả đòi làm ăn xin, nhưng mà em thấy rằng là cũng rất là hay. Người ta đâu phải là người ta làm lợi dụng cái nghề ăn xin, nhưng mà người ta dùng cái nghiệp diễn diễn viên của mình để mà đóng vai một người ăn xin, mà được cái tiền đó giống cái tiền cát-xê của những người ta tự nguyện cho, mà người ta biết rằng anh không phải là ăn xin, chỉ là diễn viên thôi, nhưng mà đóng sao mà người ta thương đến độ vừa cho tiền vừa cho đồ ăn thức uống. Anh ta đóng quá hay, đó là một cái diễn viên rất là hay. Chị có dự định qua bên Vũ Ảnh không? Chị Như Huyền không thể nào qua Thâm Minh Thượng Hà công viên này để mà thử được. Đương chị Như Huyền hiện nay là 30.000 tháng không? Trời ơi. 70.100. Trời ơi. 200. Chạy cứ ngồi em đó. Cứ nói hoài luôn. Không trả lời ngồi nói hoài luôn. Cho cứ tha hồ ngồi nói. Thôi. Để quý vị tới một cái bản tin kế tiếp của Như Huyền, thưa quý vị. À, quý vị cũng thấy rằng gần đây cái vụ mà ăn cắp vô trong cửa hàng, ăn cắp rồi cướp bất ở trong cái mall, rồi nhất là những cái cửa hàng tạp hóa nhỏ, thưa quý vị, là ăn cướp nhảy vô, họ lấy tiền rất là nhiều và cướp bóc cũng rất là nhiều, thì ở trên San Francisco xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian gần đây, thưa quý vị, nhất là ở những cái khu vực ở downtown ở San Francisco. Nhưng mà những cái người mà chủ tiệm họ nói rằng đôi lúc mà xảy ra chuyện như vậy mà ăn cắp nhiều á thì những cảnh sát họ mới điều tra tận nơi tận chốn. Còn nếu mà như những cái vụ mà ăn cắp nhỏ mà chạy đi á thì đôi lúc mất luôn, thưa quý vị. Thì chính vì vậy những cái người mà họ chủ của những cái store này thì họ nói họ phải tự bảo vệ mình. Thì một trong những cái doanh nghiệp ở San Francisco đang thử một cái phương pháp để mà bảo vệ cái store của mình, đó là họ bỏ một cái phần chắn cửa ở phía bên ngoài, tức là thường thường mà đi vô, đây là một cái công ty mà gọi là Frederick Second ở Cal Hollow. Họ bán về hardware, là về kềm rồi đinh rồi mọi thứ ở trong đó. Thường thường là quý vị có thể đi vô xem mình thích cái gì thì mình mua, nhưng bây giờ họ không cho nữa, cho đứng ở ngoài cửa chờ one on one, chờ employee là nhân viên của họ tới dẫn vô và dắt đi mua, và muốn mua cái gì thì lấy cái gì thì họ sẽ hỏi, họ sẽ nói chuyện và cố vấn cho những người đó luôn. Cái lý do là tại sao họ không muốn cho những người này mà đi vô trong cho cái store, tại vì họ ăn cắp rất là nhiều. Mặc dù là họ đã new down, có nghĩa là họ đóng những cái store, họ cột những cái đồ vật của họ lại rồi, nhưng mà vẫn bị ăn cắp rất là nhiều. Chính vì vậy mà họ phải cho người ta đứng ở ngoài, nhất là buổi sáng và buổi tối là không cho người vô trong store mà đi lang thang để mua hàng nữa, thưa quý vị. Những người đó phải đứng ngoài chờ nhân viên ra dắt vô mua. Thì đó là một trong những cái phương pháp để mà họ bảo vệ cái store của mình và cái cửa hàng của mình để không bị ăn cắp. Thì họ nói rằng là cái phương pháp này rất là hiệu quả. Chính vì vậy, từ vì khi mà xảy ra những cái vụ ăn cắp nhỏ như vậy, có báo cảnh sát thì họ cũng mất luôn, cũng không bao giờ được lấy lại. Thì đó là một trong những cái phương pháp của một trong những cái nhà hàng ở những cái cửa hàng ở San Francisco để họ bảo vệ chính mình, bảo vệ cái cửa hàng của mình khỏi bị ăn cắp. Dạ vâng. À, quý vị ơi, khi mà chúng ta có một cái phương tiện đó là để chúng ta nghe nhạc, hoặc chúng ta nói chuyện điện thoại hàng đêm, hoặc là chúng ta nghe nhạc hàng đêm, chúng ta nghe những cái thông tin lướt trên video TikTok này nọ, hay là ở trên Instagram, ở trên Facebook để chúng ta nghe, thì chúng ta phải đeo cái headphone, cái earphone vào. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý được cái tác hại của earphone. Vừa qua, thưa quý vị, có một cái cô gái ở Trung Quốc, cô này làm cô Quang là một thư ký ở một cái công ty ở tỉnh Sơn Đông tại đất nước Trung Quốc này. Khi mà cô đến, cô nói rằng là khi mà cô nghe sếp nói chuyện á, cô không biết là lý do tại sao mà tự nhiên cứ lỗ tai cô nghe lùng bùng mà cô không nghe được cái tiếng ông sếp nói, cái người boss của cô nói chuyện á. Thì cô mới lập tức á, cô mới đi đến cái bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng để mà cô khám tai. Thì khi đó cô mới nhận thấy rằng là mình có vấn đề về thính giác. Thì khi mà sau một cái cuộc kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy rằng á, bác sĩ nói rằng là cái cô gái này, thưa quý vị, đã bị tổn thương thần kinh thính giác vĩnh viễn ở cái tai bên trái và một phần ở cái tai bên phải. Và nguyên nhân khi mà cô gặp khó khăn khi nghe cấp trên nói chuyện, hoặc là cô không nghe được đồng nghiệp nói chuyện, cô không biết lý do, thì bác sĩ nói là hỏi cô là cô có bị tổn thương, có bị té, có bị đâm hay bị rách lỗ tai hay bị ngoái tai gì không. Thì cô nói cô hoàn toàn không có một cái gọi là một cái tai nạn gì để mà đập đầu hoặc là vào cái tai cả. Thì bác họ sĩ hỏi là cô có làm gì nữa không, thì cô này cô nói là tôi đeo tai nghe mỗi tối từ hồi cô học đại học
cho đến lúc mà cô lớn lên thì cô thích ngủ trong khi mà cô nghe nhạc, thành ra cô đeo cái earphone á vào trong lỗ tai và nghe nhạc suốt đêm đến sáng luôn. Cho đến khi mà nó trở thành một cái thói quen thì cô đã làm điều này hơn 2 năm trời. Và khi nó hỏi đó thì bác sĩ mới nói rằng là bác sĩ nói là cô đã bị do cái thói quen đeo tai nghe của cô đã bị tổn thương cái gọi là cái thần kinh thính lực rất là nhiều do cái thói quen nghe nhạc của mình hàng đêm. Mặc dù âm lượng của cô để không quá lớn nhưng cái lỗ tai vẫn phải chịu cái tiếng ồn hàng giờ, hàng ngày, hàng năm. Và điều này nó gây ra cái tổn thương thính giác vĩnh viễn cho cô từ lúc mà cô bắt đầu cô đeo. May mắn cho cô Quang thì chỉ có tay trái cô bị là vĩnh viễn, có nghĩa là giờ phải đeo máy trợ thính hoàn toàn. Điên tay phải là bị 50% hiện nay, tổn thương nhẹ thôi. Và có thể được bù đắp bằng máy trợ thính ở tay phải. Và một cái trường hợp tương tự cũng xảy ra vào năm 2019 thưa quý vị. Một người đàn ông ở Đài Loan bị điếc một bên tai do ngủ quên khi đang nghe nhạc qua một cái cặp tai nghe. Và khi mà anh này thức dậy vào buổi sáng, anh tự nhiên thấy cái lỗ tai của mình bị điếc luôn, không nghe được. Đến khám thì bác sĩ nói là anh đeo nhạc, anh đeo cái iPhone, cái earphone vào trong lỗ tai mà bật quạt nhạc quá lớn rồi ngủ quên, nó ép vô trong cái lỗ tai. Thì khi đó cái nhạc nó cứ bung bung bung, nhạc disco tài que mà disco. Nghe nhạc kiểu mà nhạc remix mà thưa quý vị, thì nó làm tổn thương lỗ tai. Và đây là một cái thông tin mà Lê Thái thấy rằng là ý nghĩa để quý vị nào chúng ta thường xuyên đeo earphone để mà nghe thông tin, nghe nhạc này nọ thì chúng ta bỏ dần cái thói quen đó hoặc là đeo ít thôi. Chị nha, bỏ đi nha. Chị không có nghe được em. Nghe được luôn. Nếu nhức đầu thì không nghe được luôn, phải nghe nhạc ở ngoài thôi chứ bỏ trong tai khó chịu lắm. Chị như thì chỉ mở cái loa khoảng chừng mấy trăm watt này nọ thôi quý vị. Ở trong nhà thầm mở toi. Dạ vâng quý vị, giữ mình chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.